Chào các bạn, hôm nay Thao Chi Cô Gái giới thiệu cho các bác một cái mẫu lồng dành cho cái việc ghép và nuôi chim cô gái sinh sản. Thì cũng xin phép các bác đã có kinh nghiệm lâu năm thì cũng có thể tham khảo, và anh em khác cũng thế. Thì cái mẫu lồng ở đây là mình vừa mới ghép xong. Mẫu lồng này là mẫu lồng dùng cái mẫu lồng bằng cái lan của cái lồng bồ câu. Chi phí cho một cái lồng là giờ khoảng 200.000. Thì ở đây là những cái mẫu lồng mình mua ở trên thị trường. Mình cứ mua cả bộ như thế này các bạn nhé. Bộ như này thì các bạn mua khoảng 100.000. Đấy. Và các bạn dùng những cái đạn đấy, và những cái kìm cặp này để các bạn ghép đấy. Mình cũng xin phép là mình cặp thử một cái để cho các bạn biết đấy. Đây là cái cặp đấy. Ví dụ như các bạn muốn ghép hai cạnh này với nhau thì các bạn chỉ cần ghép thế này là xong. Xong đó. Vậy vị chi là những cái này nó rất là không phải buộc dây thép nhiều. Và cái kìm này trên thị trường thì nó cũng chỉ khoảng tầm 50.000. Và dùng cho những cái ghim đạn của nó. Ở đây thì mỗi một băng của nó là rất là nhiều các bạn nhé. Rất là nhiều. Đấy. Thì báo cáo với các bác ở đây là hai con chim mình cũng vừa mới thả vào. Đấy, thừa thả vào cho nó có chim để mình tính mình ghép có thể con nọ con kia. Thì mình xin phép giới thiệu là cái chiều cao của cái lồng này thì mình đứng ở đây là nó rơi vào tầm 1 mét. Và bề ngang của nó là 45 phân. Đấy. Và bề rộng của nó là 1 mét, 1, 2, 3, 4, 5, 1 mét. Bề rộng của nó là 1 mét các bạn ạ. Thế vậy vị chi là các bạn dùng như thế này thì mình ghép một cái phên đó. Các bạn nhìn thấy cái ổ đẻ bằng cái rổ kia là cái rổ rau thơm. Đấy. Thì con chim nó bọng như thế này thì nó sẽ lên trên cái cầu trên. Đấy, mình xin phép là mình đưa cái máy ảnh vào trong lồng để cho các bạn biết cái cụ thể chi tiết hơn. Đấy, các bạn nhìn nhá, đây là những cái miếng ghép của hai bộ lồng để ghép thành một cái lồng lớn. Đấy, thì các bạn làm như thế này, buộc cố định nó vào. Và đây là một cái mặt sàn. Đây là cái mặt sàn. Xung quanh khu vực đẻ các bạn che kín. Đấy, còn đây là những cái cầu mình ở đây mình dùng những cây lứa. Đấy, ở đây mình rất là mua cả nhiều bó luôn. Thì mỗi một ngày rỗi mình lại ghép lên 1-2 cái các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là mở cửa này ra để chúng ta bắt chim, để chúng ta thò tay vào chúng ta bắt con và nhặt trứng rất là tiện. Đấy. Thì ở đây thì các bạn thấy là mình dùng cái bạt này để mình che cái khu vực nó ấp đẻ và nuôi con. Thì chúng ta sẽ che một phần nửa. Đấy, phần nửa của bề dài và một phần nửa của bề cao. Và chúng ta che xung quanh như thế này. Đấy. Với những cái mẫu lồng như này thì các bạn cố gắng là phải nuôi những cái đôi chim mà Thao Chim Cô Gái bán cho các bạn là một vài trăm nghìn một đôi giống, nuôi từ nhỏ thì nó sẽ thuần các bạn nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta dùng những cái đạn ghim chúng ta bấm này là rất là tiện, chúng ta không phải buộc bằng dây thép. Đấy. Đấy. Rất là tiện thôi, cực kỳ tiện luôn. Đấy. Đấy. Trên này chúng ta để 1-2 lớp để cho nó nắng, nó khỏi bọc, nó khỏi bị ung trứng. Và phần này chúng ta để thoáng như này. Ưu điểm của cái lồng này thì nhanh gọn tiết kiệm.
chúng ta chi phí mua khoảng 200.000 cộng với một chút công của chúng ta sẽ có được một cái mẫu lồng đấy, để chúng ta có được một cặp chim cô gái sinh sản đấy. Thì ở đây thì tôi nắp hai cái cống dọc và ba cái cống ngang đấy, dọc như thế này đấy, dọc như thế này và ngang như thế này đấy. Chim gáy thì nó chủ yếu là nó truyền cành chứ nó không bay nhiều, nó neo. Chính vì vậy các bạn nên để cầu nó mau và nó dễ cho ăn đấy. Và chúng ta thấy là những chú chim này thì cũng khá là thuần rồi đấy, khá là thuần rồi đấy. Đứng rất hiên ngang, mình sờ tay vào nó cũng rất ok luôn đấy. Thì chúng ta có được những cái form như thế này. Ở đây thì mình có thể là di rời được đấy. Chúng ta có thể để bất cứ ở chỗ nào hiên, hoặc là chúng ta có thể làm cái móc màn chúng ta treo lên ngang tường đấy. Thì với những cái chỗ mà để trệt dưới đất thì chúng ta có thể để khay phân như thế này, chúng ta để khay phân như thế này đấy. Còn nếu chúng ta mà treo ở trên ngang tường, nghĩa là chúng ta đứng ngang mặt, thì chúng ta lại phải ghép cái tấm này vào. Chúng ta lại phải ghép cái tấm này vào phần đáy các bạn nhé. Đây, chúng ta ghép phần này thì đây nó sẽ là cái khay và cái này nó sẽ đỡ. Đây, ghép nó vào phần đáy các bạn nhé. Tại vì hai cái lồng chúng ta sẽ thừa một cái phên này, chúng ta ghép nó phần đáy thì nó chính là cái phần sàn để đỡ cái khay này. Ở cái khay này chúng ta có thể là thay và rửa vệ sinh. Còn những cái cửa này thì chúng ta có thể để chúng ta để cho phân nó nọt xuống dưới đấy. Lâu ngày chúng ta có thể thò cửa vào đây chúng ta vệ sinh đấy. Và cái cửa này các bạn nên làm một cái lá bạt. Chúng ta có thể là vô tình chúng ta quên thế này thì cái lá bạt nó sẽ gì, nó sẽ phủ xuống, nó phủ buông xuống như thế này thì con chim nó sẽ không có ánh sáng, thì nó sẽ không ra. Và cái chỗ này là cái chỗ khoảng không có cái cầu bộ, nên nó không nhảy, nó chỉ nhảy đi nhảy lại này thôi. Đấy, chúng ta lên hoặc là chúng ta có thể làm cái rèm buông ở phần trong này, hoặc chúng ta làm cửa lật thì khi chúng ta đẩy vào thì chúng ta đẩy trống nó lên các bạn nhé. Đấy, chúng ta đây tôi sẽ để vào đây để các bạn biết này, những chú chim của chúng ta là rất là lành, cực kỳ lành luôn. Đấy, các bạn thấy là những chú chim của chúng ta rất là lành và được đánh dấu rất là ok. Đấy, lên luôn, cho nó lên sàn cho nó đẹp, không lên trên cho. Đấy, rất muốn lên nhưng lại không lên. Các bạn đấy, chú chim này rất là lành, sờ vào chân thoải mái luôn, sờ vào chân, gãi chân luôn. Đấy, lên trên. Đấy, thì quý vị các bạn có thể tham khảo cái mẫu lồng này của Thao Chim Cô Gái. Đó là cái form mà mình cũng tự biên tự diễn trên cơ sở là bỏ ra 200.000 và một chút công. Đấy, dù của bầm vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chưa cung cấp dấu chim cô gái, mình đang mình để này mình di rời được, mình cơ động các loại chim cả chim lang thang, trẻ than, trà mào, chim bạc đó. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men. Mọi thông tin thì các bạn có thể liên hệ vào đây. Thì ví dụ như cái này thì mình tận dụng hai cái lồng cũ ở dưới vườn mình cũng ghép vào, nhưng mà cái này mình ghép theo kiểu chiều dựng đứng nó lên, mình thấy nó hơi bất cập. Chúng ta làm cái cửa này nó ngang. Và đây là gì,
Đây là cám, và các bạn thấy là chim đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Đó, chim đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Cái đôi này, hai đôi là đều là âm thổ và đã ghép rất tốt rồi. Đấy, các bạn nhé, chim đã đẻ trứng rồi. Đấy, và nó bảo vệ trứng, nó lại vào ấp tiếp. Đấy, thấy chưa? Lại vào ấp tiếp rất là thuần. Các bạn nuôi những cái mẫu lồng như này, các bạn lại phải nuôi chim bón lên hoặc là chim thuần nhá, nó mới sinh sản. Nếu mà các bạn nuôi những con chim nó nhát, nó phạch phạch thì nó không đẻ, hoặc là tỷ lệ đẻ rất là thấp. Đấy, thì trở lại vấn đề là chúng ta chỉ cần mua hai cái lồng bồ câu đấy, và mua cái kìm này. Các bạn có thể là mua hoặc là nhờ tôi có thể là lấy hộ. Những cái thiết bị này chúng ta rất là dễ mua đấy, rất là dễ mua. Ta có thể mua rất là nhiều hộp luôn, một hộp lớn hay 20 hộp nhỏ, và rất là nhiều đạn. Đấy, và những cái ni thép này chúng ta rất là khỏe, rất là to, khỏe, chắc chắn, đúng không ạ? Mà cặp chim ở đây thì nó ưu điểm là nó sẽ thoáng, rất là thoáng, bởi vì là chim mà thoáng mà không có bờ bụi, không có chỗ giúp giấy thì giận mạt nó sẽ không ở, và điều đó con chim rất là khỏe mạnh. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cắt một cái song này đi, cắt ở chỗ này. Tôi để một cái lỗ để nó thò đầu ra và tôi cho ăn ở ngoài. Đấy, cho ăn ở ngoài, không thò tay vào trong. Cho ăn, cho uống, nó thò đầu ra ngoài. Đấy là cái chắc chắn là một điều là chim không bao giờ ra, chúng ta không mở cổng. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú Gáy Hay. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.